xin chào các bạn. Chào các bạn. Ok mọi người, hôm nay thì mình tình cờ đến đây thì gặp nguyên một đám nhóc này. Đó, thì hôm nay mình sẽ tới đây và quay clip ở đây một thời gian chung với một đám nhỏ này luôn mọi người. Thì đông thì vui. Hôm nay mình sẽ giới thiệu luôn nha. Đây là clip đầu tiên mình sẽ giới thiệu từng người trong clip luôn. Ai giới thiệu đi? Dạ em tên Hào. Hào. Em tên Phi. Em tên Tùng. Em tên Ron. Em tên Giang. Em tên Dương. Em tên Phong đẹp trai. Em tên Hoàng. Cái gì? Ni nạc mà. Ni nạc. Này nó đang bệnh mọi người. Mà nó rất là mê. Trời, nóng dữ vậy hả? Nóng dữ. Nóng luôn rồi nóng em ơi. Hồi nãy có Ni nạc mà bệnh quá rồi, gán ra hello cái giờ chạy nhà nằm không nổi luôn bạn. Để kỷ niệm mình gặp nhau mình làm một clip đi, hay là mình làm clip ăn hết cái chợ này đi. Trong chợ có dao với nồi dẻ mà ăn hết luôn nha. Bộ nhà mày ăn đồ dẻ hay gì vậy? Ở đây đông quá hay chia ra mới lộn đi. Á đù. Tướng mày vậy con nhái cũng cái thời gian rồi. Bữa giờ người ta chơi bắt chốn nhiều quá em thấy vui quá. Hay là mình chơi bắt chốn đi anh. Ok, hôm nay thì nếu như mấy đứa thích chơi bắt chốn quá thì ở đây trốn đâu? À, trong chợ. Trong chợ luôn hả? Dạ. Và mấy bạn có bắt theo thì sao? Cãi bỏ. Cãi bỏ luôn. Ok, ok, nếu như thích chơi bắt chốn thì mình sẽ chơi chơi sao cũng biết là thế cuộc chơi ơi. Chơi sao? Ai bị bắt cuối cùng người đó chiến thắng. Ai bị bắt cuối cùng chiến thắng không? Được không? Dạ được. À bây giờ nếu như vậy á thì mình sẽ chơi bắt trốn ở trong chợ. Và ai là người cuối cùng tìm được thì người đó sẽ được hưởng một đôi giày thể thao. Yeah. Là một đôi giày thể thao tự chọn, anh sẽ chở qua Long Xuyên mua luôn, ok không? Ok không? Dạ. Rồi bây giờ nội quy là mình sẽ chơi là này chơi không? Để chơi. Sao mặc như hết tiền vậy? Bây giờ nội quy đó là mình sẽ chỉ trốn được ở trong nhà lồng thôi. Dạ. Được không? Không, dạ được. Không được vô nhà. Dạ. Không được trèo lên nóc nhà cao. Dạ. Rồi không được trốn nơi nguy hiểm. Dạ. Không được chui vào những cái nơi mà chứa chất nổ. Dạ. Ok không? Dạ. Những nơi chứa gai nhọn không được vô luôn. Dạ. Ok chưa? Ok. Ok. Vậy là một hồi nữa mình sẽ đi vô đầu chợ và mình sẽ anh sẽ cho mấy đứa là thời gian là 10 phút. Dạ. Để bắt đầu chốt. Dạ, chỉ trong chợ thôi nha. Để cho cái quá trình này nó thú vị hơn và video nó gay cấn hơn thì mình sẽ phát cho mà hai đứa cộng hai cái camera này đi chung, đi trốn chung một hồi nữa, gì mình sẽ tổng hợp lại là ba cái máy quay nha mọi người. Thì video mình nó sẽ đầy đủ hơn và cái tình tiết nó hấp dẫn hơn nha. Ok, bây giờ đứa nào với camera. Ok, rồi hai đứa là hai đứa này là không được trốn gần nhau. Dạ. Cũng như là không được trốn cùng nhau nghe chưa? Ok chưa? Dạ. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi nha. Dạ. Giờ đây để cho mọi người coi cái ở phía sau trong kia. Đó là chợ An Thuận nha mọi người, sẽ trốn hết tất cả trong nhà lòng chợ nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bấm giờ, mấy đứa sẽ có thời gian là 10 phút để trốn trong chợ. Và đặc biệt là khi trốn không được di chuyển nha. Dạ. Ví dụ như đó là trốn một chỗ rồi là không được chạy chỗ khác. Dạ. Nghĩa là chị thì mới tìm được. Chứ còn mấy đứa chạy vòng hoài là không có ấy được nha. Phạm vi là ở trong chợ và cái giới hạn được tính từ đường biên, lộ. Thấy không? Nghe, hai cái lộ hai bên, mấy đứa không được qua lộ, là ở trong chợ thôi. Ok không? Dạ. Ok, bây giờ bắt đầu bấm giờ này, chạy đi trốn nha. Dạ. Đây bạn, bây giờ mình sẽ bắt đầu bấm giờ. Đây, 10 phút bắt đầu. Ok, bắt đầu. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc. Không đi trốn đi, đứng đây làm gì mấy cha? Ê, bay trốn đâu vậy? 10 phút mà lo gì? Tao cần 30 giây là trốn được rồi. Tụi bay trốn làm gì đâu, giày đó là của tao rồi. Thờ mấy anh gái, chết sớm lắm. Ai tụi bay hú hết trơn đi, tao cho tụi bay ly trà sữa. Không như mày á, tao sức đầy lại hết rồi. Bây giờ tụi mày có đi trốn không? 10 phút nó sắp hết rồi. Ôi ơi, để tao tụi bay ơi. Mày trốn ở đây kỹ chứ ha. Mày trốn ở đây ông táo ông chỉ coi sao. Tôi đập ổng luôn chứ sao. Ông táo ơi, ông nhớ chỉ nó đầu tiên cho con nghe. Tao trốn ở đây mày không được nói hay không gùa. Mày dẹp cái đuôi vô lướt ra ngoài nè. Tao trốn đây kính chưa mày? Kính rồi, nguyên chợ ai cũng thấy mày chưa? Chị thôi tôi đi kiếm chú khác làm gì căng với trời. Chị Hương, tôi trốn ở đây và đừng nói nha. Ừ.
cơm vừa nữa. Đã chung kỹ nghe các bạn. Lùng, giảm cho lên cho bà đó cho có tiền cho tội nha Lùng. Dạ. Mình đổ hết mùi hôi các bạn ơi. Đang chơi bói đâu vậy mày? Tao đi về, mẹ tao cầm cây lết được cả. Ôi đồ cái thứ dân chơi nữa mùa. Ok mọi người, bây giờ là thời gian là 10 phút 06 giây, 08 giây luôn rồi. Bây giờ là không thấy bóng dáng ai hết nha mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi tìm. Con đi kiếm mà, nó trốn hết trơn rồi. Nắng quá trời nắng các bạn ơi, nhưng mà tôi không biết đâu nữa. Chắc mấy khu này là không có rồi đó. Thật sự đang rất là nắng luôn mọi người. Trong đây là một cái nhà lồng chợ nha mọi người. Là phạm vi của mình chơi là sẽ là từ cái đường lộ này, không được qua bên lộ bên kia, cho nên là không có lo. Chỗ này là không trốn ra được rồi nè. Nó trốn kỹ quá, quay là không thấy gì luôn. Cô, bà đeo về hả? Bà thấy ai trốn đây không? Không. Họ trốn hả? Tề trốn đâu trời? Tụi này trốn kỹ thiệt chứ. Quá trời nắng mọi người ơi, chắc là tụi đó sẽ không ở ngoài đó được đâu. Cái gì nó mua chứ là Phật? Rồi, một hàng, một hàng. Một hàng chống lò. Đóng không, đóng không? Nóng chứ trời ơi, chứ. Đáng hết mồ hôi hộp. Rồi. Ông Tài đâu rồi? Ông Tài. Có thằng Tài chứ vậy? Ông Quýnh không, ông chị. Đi ngoài này, đi ngoài đi. Đi ngoài nè, đi ra đây. Đi ra ngoài quán ngồi đi. Để kiếm hết tụi kia cái. Thấy kia đâu không? Không. Thôi lộ đi. Không, không thấy lộ đó. Nó la ngoài này à. Ngoài này được tính là chợ không ta? Ui. Không có cái nào đây. Trốn này chắc khỏi đầu hai thiệt á. Đây chắc lắm mọi người. Đây là cái nhà hơi của chợ. Đường biên lộ là tới đây và không được vô nhà. Không có nào hết trơn. Tụi nó đi đâu chân anh ơi, không có chỗ nào. Đây 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 đây, một thằng nhỏ trốn đây hả cô? Nắng không? Có lộ nha. Đây đi ngoài ngồi đi, đi ngoài ngồi đi, đi ngoài kia ngồi đi. Một cái chỗ thú vị thế này mà không ai trốn được hả ta? Nếu như là mình cũng trốn đây các bạn. Đây. Nhìn rất là đã luôn mà nếu như trốn chắc cũng khó thấy. Trời ơi. Nắng không? Nắng. Hôm nãy em kiếm lại đây thấy không? Thấy nào? Thấy. Thấy luôn hả? Thấy. Trời nằm im ghê luôn trời. Không mà nãy. Ê bất ngờ thiệt nha. Nghe đầu luôn. Ok ok. Ê đây đây nghe nè. Thấy kia đó rồi. Không biết. Thấy kia đâu? Không biết. Sao không biết được? Đi trốn chung mà. Không có trốn chung. Thôi thay đi. Tròn cặp dây dày. Không có thiệt. Trời mình đi chơi ấy các bạn ơi. Đâu rồi? Mấy kia đâu rồi? Mấy kia đâu? Anh hỏi em biết hỏi ai? Thấy đi anh hỏi đồ cho em đôi giày. Thôi. Thôi anh cho em đôi giày luôn. Thôi. Thôi vậy? Không được. Rồi đi kiếm nè. Đây. Bây giờ mình với nguyên một đám này sẽ đi kiếm. Kiếm hết tụi kia. Không khai phải không? Dạ. Nhưng mà anh đi chung thế nào cũng xin nhanh nhau mà đúng không? Mọi người ơi lắm. Ngoài đây. Để vô nhà anh tới rồi đó. Anh đang tới đi. Ăn cơm chú hai. Thấy đứa nào trốn này không chú hai? Không. Không luôn hả? Không, không ai chỉ hết trơn trời. Không có ai hết. Đi mặt mình đâu rồi? Không có đâu anh ơi. Không có đâu. Có đây. Cái này là gì ta? Không có thùng nuôi chuột nuôi gà gì á. Không. Có. Anh ơi. Hả? Anh nhìn ngang qua. Đâu?
Má trúng chợ mà. Cái gì vậy? Thấy đó hả? Nó trốn đâu ta? Em mày cá không mà trốn chắc sida chết luôn á. Có bạn ơi. Trong đây là cái nhà lồng luôn rồi. Tụi nó đâu hết rồi? Nó chui chổng hồi nó bình ra nổ nó chứ ngoài. Ủa nó bình ra hả? Anh không thấy luôn. Ở đâu? Dưa hấu kìa. Dưa hấu là cái gì? À dưa hấu đúng không? Bà hai thấy ai trốn bà hai? Thấy ai trốn đây không? Vậy. Có thấy đứa nào trốn đây không? Đứa nào đâu trốn trong lõm này có thấy cái nào? Trong lõm luôn hả? Không. Không. Đến bây giờ đến bây giờ em. Thì ra là nằm đây. Cho coi chứ trời. Rồi đi ra luôn, đi ra luôn. Hai đứa bắt đầu dài. Thấy đứa rồi. Một đứa, hai đứa, bốn đứa bắt đầu dài. Thôi để đi kiếm. Không rồi trời. Em uống nước nữa nè. Ủa gì? Ủa nước đâu đây uống vậy? Mẹ nó cũng miễn phí. Miễn phí hả? Ôm nguyên mình vậy luôn. Ôm luôn, ôm luôn. Nãy giờ uống kẻ chứ gì. Rồi nó tướp đâu ta? Có nở trong thùng này không? Không đâu anh ơi. Cái đó thùng của người ta đó mà. Ủa thùng chén. Ngốc kỳ kỹ vậy. Không ai. Thù. Không ai chỉ rồi hết trơn trời. Khó lộ rồi nha. Ê, có rượu bay không? Có. Nè, chú bay nè. Có cái gì? Có nước chậm quá chứ có ai đâu. Ủa gì hả? Để mở ra. Phong. Không có phong. Giao không được chạy nha, chạy vòng là không chơi nha. Trời ơi, đây. Trong đây chắc luôn nè. Phong. Ủa, trong nước mà. Đâu ta? Sẵn mẹ luôn. Bánh, ta, bánh. Mấy nhỏ nó cứ ở gần đây hoài bạn. Chén mà. Cầm máy quay chớp hả cô? Không có ra này được. Mấy thằng rồi. Ê, còn mấy thằng ta, còn hai thằng đúng không? Con nữa, thằng con ra rồi. Gọi nó rồi, gọi ra. Con nó luôn. Gọi ra gọi mà. Để ok. Để chạy tiếp nó vô nhà rồi. Sao vậy? Đang chốt cục gạch nó gớt nó đi nó vô nhà rồi. Cục gạch đó mà. Nhờ gặp cái nộp nó vừa. Cục gạch nó gớt xuống. Ê, các bạn ơi. Chưa, từ từ. Đi kiếm. Đi làm đó nè. Đi kiếm tiếp anh đi. Dạ, mình sẽ đi kiếm lại con. Ừ. Không có nào hết trơn á. Ủa? Nên nấp kỹ. Nấp kỹ. Còn mình lên thằng à. Ủa? Còn mình lên thằng chiến thắng rồi. Nó chiến thắng rồi. Sao chiến thắng? Còn hai thằng mà. Còn thằng à. Còn thằng à. Còn thằng kia đâu? Lùm á. Chưa gì rồi. Ủa sao đi vậy? Hồi nãy bị mẹ bắt về. Bị mẹ găm. Mẹ găm. Ủa? Bắt về rồi sao kiếm thằng găm đó? Rồi Lùm ơi. Mày thắng rồi Lùm ơi. Hối lộ tụi này cũng không được nữa. Ở dưới đây ngồi nè. Bên đây ngồi đi. Quá trời nắng luôn mọi người. Nắng cực kỳ. Đó mọi người. Đẹp không? Đây qua đây nè, vô đây mới đó. Chưa đẹp chưa? Vô đây. Vô đây ngồi nè. Bây giờ cảm giác chứ nó gớt cục gạch sao anh? Gớt cục gạch đâu hả? Gớt gạch nó cái nó ai ra gớt cục gạch. Rồi bây giờ sao? Bây giờ cô thằng kia có nào biết chí nó không? Em biết. Biết luôn hả? Dạ. Biết sao không chị? Thôi, mất công. Bây giờ vậy là mình chốt lại là cho Phong thắng ha. Dạ. Dạ. Bây giờ nó đâu giờ đi kiếm nó đi và bây đi rồi. Ok bây giờ anh không kiếm gặp luôn rồi, bây giờ mấy đứa kia Phong ra đi thắng rồi đó. Không ơi. Nó đâu? Ủa đâu đây, nó đây nè. Ủa đâu đây vậy? Nó trong đây nãy giờ. Trời, ủa nãy anh hỏi bà kia sao không có em? Tại em nói bà kia. Trời ơi, chốt đây hả? Dạ. Nguyên một cái thao chén luôn mà bà không nói sao biết kiếm. Anh mà la chảy thêm một phút nữa là em đi cấp cứu luôn rồi. Trời ơi, trời con gà mồ hôi nè. Ướt nhẹp, ướt nhem chân nè, sao chầm chóng vậy, sao không đi ra đi. Sao không đi ra ngoài. Ra khu rồi sao? Ông Tám, ông chỉ là tao lấy được đôi giày rồi. Ông Tám kỳ quá. Rồi, ok, vậy là hôm nay mình đã tìm được người thưởng được đôi giày thể thao rồi. Đào Lam.
Rồi, ok, Phong nha, Phong rùa, đâu quay đuôi rùa coi. Quay đuôi rùa lại coi. Đó, Phong có cái đuôi rùa là dễ thương mọi người. Ok, bây giờ là mình với Phong sẽ tiến hành đi mua đôi giày nóng luôn, ok không? Dạ, ok. Rồi đứa nào quyết tâm thắng giày tiếp theo nè. Đứa nào? Ok, thì hôm sau mình sẽ tổ chức một trò chơi nào đó có hưởng lớn hơn nha mọi người. Thì nguyên tên này là đi đá banh hết đúng không? Dạ. Đá banh và có một cái tên luôn, tên của cái bộ đá banh là gì? Chán quà. Chán quá. FC chán quá hả? Dạ. Đấy, tên này là đá banh giỏi mà đứa nào cũng có ao ước muốn một cái đôi giày thể thao hết trơn á. Thì trò chơi hôm nay mình thử luôn đôi giày thể thao. Ok không? Dạ ok. Ok, vậy giờ đi mua nha. Dạ. Ủa có đứa đi mua mà dạ gì vậy? Ok, tôi chó sủa quá trời, chó sủa rồi. Ok, hôm nay mình dắt không đi mua giày nha các bạn. Ok, đây là shop giày bên kia đó. Rồi qua luôn, đi qua lửa đi. Dạ. Đi qua lửa đi. Có giày cho em không mà lựa? Tao sẽ mua đôi giày số 43. Cái chân mày nhỏ xíu mua 43 làm gì? Để dành 10 năm nữa tao sẽ mang. Mày ngu quá, cắt phần 2 đi tao phần nữa. Á đù. Rồi đi vô lửa đi. Anh ơi có giày cho cái bé lớn này không anh? Dạ. Giày bé là con. Giày đá banh. Đây ạ. Kìa kìa. Máy nha em. Đó xe máy kìa, cô chị hỏi kìa. 36 à. Màu hồng phải không? Có màu hồng không chị? Có luôn. À con, cái dòng này mới ra nè, có xe 36 tới 43 luôn. À, người lớn thì 402, nít thì 400 tặng túi vớ. Cái này là bảo hành tới 3 tháng, gấp da bể đế là 1 đổi 1 luôn. Nó có màu hồng, màu này nó tới 5 màu lận. Màu hồng cho ba thử nha. Đây. Cái này là mẫu mới. Mẫu này là tốt nhất là hay chị? À, xịn đúng không? Mẫu này xịn đúng không? Đúng rồi, mẫu đó tốt rồi đó. Mà tốt nữa thì nó có dòng người lớn. À. Nó không có dòng lớn như 700-800 hay nó không có nít. Nó có dòng 400-500 trở lại, có nít. Nãy nè, nãy nó rồi mua đôi giày số 43 để 10 năm nữa đó mà. Thử đi, thử đi, thử vớ rồi, có giờ thử đó, thử vô đi. Vớ thử. Nhìn cũng rất là đẹp nè, sắc sảo quá trời luôn. Quang Hải mà, Quy Ca mà. Vậy có Quang Hải không? Nè, buộc đàng hoàng đi thử mới được nha. Phải đó, ok rồi, đứng lên đi thử rồi. Sao? Nắm được không? Quan trọng cái mũi vậy em, hai cái mũi đó. Cái mũi nó chặt không? Chặt mũi không? Đau chân không? Không đau, im. Im hả? Mà gót nó hơi sao sao. Gót hơi đau, hơi cấn đúng không? Có màng vớ không? Có màng vớ. Có. Chị cho lấy thử đôi 37 cho em thử ha. Màu hồng luôn hay gì? Vậy màu hồng luôn. Rồi sao đẹp không? Hết không? Dạ hết. Đó, cũng vừa dài không? Đi tính thử coi. Nhảy thử coi. Nhảy rồi. Vừa không? Vừa chân không? Dạ vừa. Phải không? Phải. Sao chưa không thắng? Không biết nữa. Thì hôm nay thì clip chơi trúng tìm của team tụi mình đã kết thúc rồi mọi người. Hẹn mọi người video tiếp theo nha. Thấy clip mình hay và thú vị hãy để cho mình một like, một share, đăng ký ủng hộ kênh nha. Bye.